tỏa lạc bên bờ sông Hàn thơ mộng. Novotel Đà Nẵng Premier Hàn River được biết đến là một khách sạn đẳng cấp cùng đội ngũ chuyên nghiệp. Hãy cùng nhìn lại năm 2023 đầy thử thách nhưng cũng đầy trái ngọt với gia đình Novotel Đà Nẵng nha. Con số ấn tượng đầu tiên phải kể đến tổng doanh thu năm 2023 với hơn 270 tỷ. Tỷ lệ lấp đầy phòng 79% với 224.842 lượt khách đến. Chỉ số hài lòng RPS đạt 92,42. Mức độ hài lòng của nhân viên đạt 8.7/10, tăng 0.2 so với năm 2022. Bình quân service charge của năm 2023 luôn góp mặt là một trong những city hotel có mức service charge cao nhất ở thị trường Đà Nẵng. Với những con số ấn tượng vừa qua, Novotel đã ghi tên mình tại những giải thưởng danh giá. Top 10 doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giải thưởng World Travel Awards ở hạng mục Vietnam's Leading Riverfront Hotel. Trong năm 2022, đội ngũ nhà Novotel đã đón rất nhiều đoàn khách quan trọng, phục vụ các sự kiện đặc biệt, nổi bật phải kể đến như sự kiện về nguồn, sự kiện DIFF, đoàn delegation. Để có được những thành công trên, các hoạt động và phát triển con người và tổ chức luôn được chăm chút. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Novotel, lễ kỷ niệm 15 năm thành lập tập đoàn Sun Group, các cuộc trao hôn gắn kết định kỳ và ghi nhận những cá nhân xuất sắc, lễ phát động đại sứ văn hóa tại cơ sở, tuần lễ tôn vinh housekeeping. Ngày tôn vinh các chef, hotel meeting nơi ghi nhận những trải nghiệm tuyệt vời, cùng với các sự kiện dịp lễ như ngày quốc tế phụ nữ, ngày quốc tế thiếu nhi, đêm hội trăng rằm, hoạt động team building gắn kết tập thể, Miss Novotel tôn vinh ngày phụ nữ Việt Nam. Công tác tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng được đẩy mạnh trong năm 2023. Công tác thỏa thuận ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục chất lượng nhằm thu hút nhân tài. Các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cán bộ nhân viên được nhà Novotel hưởng ứng nhiệt tình. Trong năm 2023, chúng tôi có 17 nhân viên được thăng tiến. Đối với Novotel Đà Nẵng, sự phát triển của mỗi cá nhân là thước đo cho sự thành công của chúng tôi. Bởi đối với chúng tôi, con người là gốc rễ của tổ chức. Novotel, team có tâm, ắt có tầm. Hard work beats talent. Asia Night, đêm giao thoa văn hóa của các quốc gia châu Á.